chúng tôi đã chờ đợi và sửa đi sửa lại một clip 3 phút gần 2 tuần nay với cô Ngọc. Bỗng dưng lại bảo không thể sửa theo những gì chúng tôi yêu cầu. Thế là như thế nào? Em đã thực hiện theo đúng yêu cầu của bên anh. Giờ phát sinh thêm một đoạn 30 giây tóm tắt tổng hợp ở cuối clip. Em thấy như thế là không hợp lý ạ. Có gì mà không hợp lý? Chỉ cần là chỉnh sửa theo những gì chúng tôi yêu cầu. Thế là được. Dạ, về việc này thì em đã trao đổi với anh rồi. Mọi yêu cầu chỉnh sửa ấy phải dựa trên mục đích, ý tưởng ban đầu mà cả hai bên đã thống nhất. Chúng tôi thay đổi về ý tưởng đâu. Những gì mà chúng tôi yêu cầu ấy không có gì là khó khăn cả. Chỉ cần các bạn hợp tác. Đúng là hoàn toàn không gì khó khăn cả. Nhưng mà cho em được hỏi là có phải là bên công ty muốn dùng 30 giây cuối này để làm một TVC riêng biệt đúng không ạ? Về vấn đề này thì cho phép em được chia sẻ. Thực ra thì giữa clip viral và TVC nó hoàn toàn khác nhau. Từ thời lượng cho đến kết cấu rồi thì quá trình sản xuất hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà nếu bên phía công ty muốn sản xuất một TVC thì bọn em... Thôi. Tóm lại là dừng hợp đồng. Chúng tôi mất quá nhiều thời gian với công ty còi này rồi. Hạnh hoẹ, gây khó khăn cho khách hàng. Vậy thì chúng ta sẽ thanh lý hợp đồng sớm nhất có thể. Sau lần này thì bên phía công ty sẽ rút kinh nghiệm để từ sau có được khách hàng hiểu rõ điều mà họ cần. Cảm ơn anh. Chào anh chị. Chào em. Vừa rồi anh còn nóng quá không ạ? Đùng đùng thanh lý hợp đồng như thế sẽ thiệt hại một khoản chẳng ít đâu. Việc này anh quyết rồi, không bàn thêm nữa nhá. Oanh. Dạ. Làm thanh lý hợp đồng luôn đi. Vâng ạ. Này, làm sao đấy? Chuyện gì đấy? Bực. Không hiểu sao có một quả khách hàng nhá, bỏ ra hàng trăm triệu nhưng mà không hiểu sự khác nhau giữa TVC quảng cáo và clip viral. Thì lý thuyết thì cũng phức tạp, nhưng mà cũng phải hiểu đơn giản là hình thức khác nhau chứ. Thế cô giáo Ngọc hôm nay không dạy dỗ được khách hàng à? Để mình ra lại giáo huấn nhỉ. Anh ơi, xong chưa em? Dạ em đây. Anh ơi, còn có một vấn đề này nữa. Điều đáng mừng ý, thì là tiễn phong xong rồi. Còn tin buồn thì có khả năng là công ty của chúng ta sẽ bị phạt vì vi phạm hợp đồng ạ. Bởi vì cái lúc ký kết hợp đồng ý, hai bên không ghi rõ là mục đích sử dụng clip, mà chỉ ghi là clip kéo dài 3 phút thôi ạ. Cái này nó cũng là một trường hợp không may. Anh em phải làm quen dần. Nhưng mà đây cũng là bài học với anh em mình. Từ lần sau khi mà bàn bạc công việc với khách hàng và soạn thảo hợp đồng, anh em cố gắng phải rành mạch tất cả mọi nội dung rõ ràng với cả bên đối tác. Thôi, việc này coi như là mình đen đi, mà cũng làm bài học nữa. Bây giờ tập trung tinh thần cho những dự án sắp tới nhá. Tươi cái mặt lên, yên tâm là tháng này không ai bị trừ lương. Nhưng mà anh nhớ này, anh nhắc nhá, thời gian tới là sẽ có một số hợp đồng, có những hợp đồng còn lớn hơn thế này cơ. Anh em phải hết sức tập trung nhá. Cống hiến hết sức lực, 200% công lực. Rồi, đi nào. Anh. Từ từ các em. Nào, cùng trình bày đi. Việc thì em cũng đã báo cáo với anh tuần trước rồi. Nhân tiện có đông đủ mọi người đây là sang tuần tôi xin nghỉ. Này. Tự nhiên xin nghỉ hả? Này. Thế thấy công ty khó khăn trốn luôn à? Ông nghỉ việc ông ai làm? Thật ra thì nghỉ vì sắp lên chức. Lên chức bố. Chúc mừng ông. Trời ơi. Tưởng thế nào? Tôi lại cứ nghĩ là ông này chơi theo cái trường phái là khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn định đào tổ luôn cũng đào. Thì có chuyện đấy. Đào chức luôn. Thật ra cũng ngại mọi người. Công việc thì đang bận rộn này mà tôi lại xin nghỉ. Về việc của gia đình cậu thì anh biết. Sức khỏe của vợ Hùng không được tốt. Thế nên là thời gian đầu này Hùng phải ở nhà chăm sóc cho vợ. Nhớ cứ yên tâm ở nhà đi, làm việc online được. Còn công việc ở công ty thì chắc là mấy anh em mình hỗ trợ được chứ nhở? Được anh ơi. Em cảm ơn sếp. Nhân dịp có tin vui, anh em mình ra quán Hưng Béo làm nồi lẩu nhá. Đi. Tài tỉnh táo, xử lý được. Bạn chủ trì, tôi chủ trì. Đi. Mới bị phạt hợp đồng cơ em. Đi về làm nhanh. Tối nhá. Thôi, một hôm nữa. Máy móc không bắt phết nhá. Lâu chưa? Mới.